Rồi xin chào mọi người nha. Em mới lấy con máy này về luôn các bạn. Em mới lấy con máy này về luôn. Mà lấy về cái bây giờ nó nói chung là máy cũng khá là ok luôn các bạn. Mà nó bự quá. Thấy bự quá các bạn ơi nên thôi bán luôn. Con này là con Daiwa Carrier 2506. Carrier 2506 có nông nha bạn, con này chị lu ghe cũng còn đẹp chứ không có xấu nha, không kiểu dáng con này tính ra ok á, khá là ok luôn á bạn. Con này giờ nó cũng chung là kiểu mã kiểu mẫu nó cũng khá là đẹp á. Cadiwa là Cadia 2506. Có nông. Này là nó tay quay này phải gọi là tay quay siết cốt không ta, đúng rồi tay quay siết cốt nha các bạn. Tay quay siết cốt này nghĩ chắc nó hay là trâu bò luôn á, con này chắc kiểu kiểu trâu bò á các bạn. Trời, nói chung là còn đẹp nha các bạn, kiểu dáng thì mình thấy nó ok á, đẹp á, mà có một cái giờ bự quá, rất là hơi nặng nha bạn, má này hơi nặng á, tại kiểu nó trâu bò mà. Này Made in Japan đàng hoàng nha bạn, Carrier Made in Japan mới mua 1,6 triệu mới lấy về luôn nè, mua của ông anh kia bán ở bên Nhật á, thấy đẹp. Mà mình quên hỏi là nó xây thật khoảng bao nhiêu, mình quên là thằng Daiwa nó bự hơn, theo xây Shimano nó bự hơn nhiều. Con này 2,5 ngàn 2506 chứ thật sự là nó tới cao khoảng 3 ngàn 3 ngàn rưỡi nha các bạn, 4 ngàn thì không không bằng nhưng mà nó khoảng 3 ngàn 3 ngàn rưỡi kiểu này. Nói chung là trâu bò, con này nói chung trâu bò hơi nặng nha các bạn, cho bạn coi cốt nè, trên nắp vẫn còn đẹp nữa không, cho bạn coi cốt nè. Mình mới bán xong con teo la rồi, mới ra đi con teo la rồi. Đẹp các bạn, kiểu đẹp nè, khá là ngộ, lần đầu mới thấy luôn, nhưng mà cốt này cũng cốt bình thường chứ không có trợ lực trợ ơ gì hết, nó cũng không có để cái dòng ở đây, cũng không để đời mình, giờ mình cũng không biết là nó đời nào năm nào cũng không gần, mới tin mới lắm. Nói chung con này thì hơi nặng. Đó, anh em nào thích chậu bò thì con này chắc ok nữa bạn, xây 3 ngàn khoảng 3 ngàn 3 ngàn rưỡi. Đây qua Caria 2506 Made in Japan nha bạn, bởi vì giá nó mới cao quá. Tại mình thấy Made in Japan mình ham mình mua á. Chứ thật sự là tại mình cũng có một con Caria bữa hổm mình bán đó, mình tính để chơi chung. Đó, tại cái lô này nó cũng bóng giống như cái lô kia đó. Mình tính để hai con một cặp luôn chơi cho nó chung cho nó vui, con kia là 2004 mà mình bán rồi, đăng lên là hai ba người hỏi luôn, con kia đánh chốt mất tiêu rồi, giao rồi. Này mới mua 1,6 triệu luôn nha bạn, Made in Japan nha. Giờ ai mua mình bán lại 1,2 triệu nha bạn, lỗ 400 ngàn, chưa xơi chưa chơi chưa xài gì luôn đó, tại giờ mình không xài bán lỗ chịu lỗ thôi các bạn ơi, nó mua về quay quay cho biết gì cũng được rồi. Rồi cảm ơn mọi người đã xem nha, để là mình nền cái Cadia 2506.